Tọa lạc ở những vị trí đắc địa ngay mặt tiền các con đường trung tâm, vậy nhưng hàng chục khu đất vàng với diện tích lên đến hàng nghìn mét vuông tại thành phố Hồ Chí Minh lại bị bỏ không. Sự lãng phí này đã gây bức xúc cho người dân thành phố trong suốt nhiều năm qua. Vâng, ngay phía sau lưng tôi đây là khu đất nằm ngay mặt tiền của đường Lê Lợi và đường Nguyễn Huệ, là khu đất vàng của trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Khu đất này trước đây là khu đất của Thương Xá Tác, một trung tâm thương mại lâu đời và nổi tiếng của thành phố. Tuy nhiên, kể từ ngày 12 tháng 10 năm 2016 lúc Thương Xá Tác bị đập bỏ, thì khu đất này đã bị bỏ không trong suốt 7 năm qua. Theo kế hoạch, sau khi đập bỏ Thương Xá Tác, khu đất rộng 9.200 m² tọa lạc tại số 133 Nguyễn Huệ này sẽ được dùng để xây dựng trung tâm thương mại dịch vụ văn phòng khách sạn Satra Tax Plaza, cao 165 m với 40 tầng cao và 6 tầng hầm, đỉnh có sân bay trực thăng. Vậy nhưng từ đó tới nay khu đất vẫn đắp chiếu nằm chờ. Nói là tập thì từ năm 2015 cho tới giờ nhưng mà chưa thấy kinh doanh gì, cứ để trống, không cho mướn, không cho thuê gì, để nó lãng phí. Cách khu đất này vài căn, khu đất rộng hơn 2.700 m² tại số 117-119 Nguyễn Huệ của Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam BIDV cũng nằm im suốt mười mấy năm nay. Đây là tình trạng chung của hàng chục khu đất vàng tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh hiện nay, như khu đất tại số 246 Hai Bà Trưng, nhà thi đấu Phan Đình Phùng. Theo thống kê, chỉ tính riêng trên địa bàn quận Nhất hiện có tới 26 khu đất vàng với tổng diện tích hàng chục nghìn mét vuông đang bị bỏ trống, kéo dài, không hoàn thành để đưa vào sử dụng. Cái tòa nhà ở trước cửa Nam của chợ Bến Thành á, là thấy là thi công cũng lâu rồi mà tới giờ này cũng chưa xong. Giờ mong làm sao là làm lại cho nó đẹp bộ mặt thành phố. Sự lãng phí gây mất mỹ quan đô thị của những khu đất này cũng đã được nhiều đại biểu quan tâm và cho ý kiến tại kỳ họp cuối năm của Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa qua. Mà ở địa bàn quận Nhất, quận 3 có rất nhiều cái địa chỉ, ví dụ tôi nói như Thương Xá Tắc, ở đường Lê Duẩn, rất là nhiều cái vị trí đất vàng, nhưng nó để nó vướng trong các cái pháp lý của các cái vụ việc, vụ án. Cũng theo ông Mãi, trong thời gian chờ đợi giải quyết, tháo gỡ các vướng mắc về mặt pháp lý, thành phố Hồ Chí Minh sẽ vận dụng nghị quyết 98 để tạm thời sử dụng, khai thác các khu đất, tránh lãng phí kéo dài. Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với các cục nghiệp vụ Bộ Công an triệt phá đường dây cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự phạm vi cả nước bằng hình thức cho vay qua tài khoản iCloud trên điện thoại di động. Khoảng 100.000 lượt người vay, các đối tượng đã thu lợi bất chính khoảng 120 tỷ đồng. Mức lãi suất cao nhất là 9.700 đồng 1 triệu một ngày, tương đương 349,8% một năm. Trước đó, Công an tỉnh Lào Cai đã phát hiện nhiều group tài khoản cá nhân trên mạng xã hội Facebook ở các tỉnh, thành phố thường xuyên đăng bài quảng cáo vay tiền qua tài khoản iCloud trên điện thoại di động. Qua quá trình xác minh, xác định đây là đường dây cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự với phương thức thủ đoạn hoạt động mới, quy mô lớn, hoạt động ở hầu hết các tỉnh thành phố trong cả nước, đặc biệt là các thành phố lớn như là Hà Nội, Hồ Chí Minh hay là Đà Nẵng. Qua xác minh, thì ban chuyên án đã bắt giữ 41 đối tượng điều hành đường dây và xác định làm rõ 160 đối tượng là cộng tác viên thực hiện nhiệm vụ quảng cáo, tìm kiếm người vay. Khi giới thiệu vay tiền thành công, các đối tượng cộng tác viên được hưởng từ 15 đến 20% số tiền vào cho vay. Với quyết tâm kết nối hai trung tâm du lịch trọng điểm của cả nước là thành phố Đà Lạt và thành phố Nha Trang bằng một tuyến đường cao tốc chất lượng cao và an toàn, mới đây thì tại thành phố Nha Trang, lãnh đạo hai tỉnh Khánh Hòa và Lâm Đồng đã có buổi làm việc để bàn bạc thống nhất phương án xây dựng đường cao tốc Nha Trang-Đà Lạt. Quốc lộ 27C là tuyến đường kết nối Khánh Hòa và Lâm Đồng trong những năm qua. Tuy nhiên, với đặc điểm đèo dốc quanh co, hiểm trở, thường xuyên mất an toàn giao thông, nên tuyến đường này vẫn chưa phát huy vai trò động lực để hai tỉnh khai thác hết tiềm năng, lợi thế. Vì vậy, với những lợi ích mà tuyến đường cao tốc sẽ đem lại, thời gian qua cùng với tỉnh Lâm Đồng, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa cũng rất quyết tâm thực hiện dự án đường bộ cao tốc Nha Trang Đà Lạt. Đối với cái đường này thì ngoài ý nghĩa về mặt kinh tế, du lịch này thì nó còn có ý nghĩa kể cả về an ninh quốc phòng, cần phải nhấn mạnh thêm như anh đã nói, và kể cả về logistics. Tại buổi làm việc, sau khi phân tích, đơn vị tư vấn đã đề xuất lựa chọn phương án có hướng tuyến song song với quốc lộ 27C, khá thuận lợi trong việc kết nối với hệ thống giao thông, có tác dụng hỗ trợ cho quốc lộ 27C khi gặp sự cố sạt lở, ách tắc giao thông vào mùa mưa bão. Đây cũng là phương án được hai bên phân tích đánh giá là tối ưu nhất vì có tổng mức đầu tư thấp nhất,
ít tác động đến rừng nhất. Theo đề xuất, chiều dài xây dựng cao tốc là 81,5 km. Nếu dự án này được thông qua, thì chỉ cần 1 giờ chạy xe đã có thể chạy từ thành phố Đà Lạt đến thành phố Nha Trang. Vì là một cái tuyến đường kết nối giữa Đông Tây, mà theo địa hình, địa chất, thì chắc là các quý vị cũng đã có quan tâm và theo dõi rồi. Độ dốc của chúng ta rất lớn, do đó chắc chắn là tuyến đường này cũng sẽ qua một số các cái diện tích rừng. Và hiện nay thì chúng tôi cũng đã nghiên cứu và cũng đang chỉ đạo cho cơ quan đơn vị tư vấn là giảm thiểu tối đa cái việc là chúng ta đi qua các cái rừng đặc dụng, rừng phòng hộ. Sau buổi làm việc, lãnh đạo hai tỉnh yêu cầu đơn vị tư vấn cần tính toán, làm rõ mục tiêu đầu tư tuyến đường cao tốc này. Thời gian tới, hai tỉnh sẽ làm văn bản thống nhất, xin chính phủ cho triển khai dự án trước năm 2030. Nếu được chính phủ đồng ý, Quốc hội thông qua, hai địa phương sẽ thành lập ban chỉ đạo để dự án được thực hiện trong thời gian sớm nhất. Hôm nay, tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức tuần lễ du lịch sức khỏe năm 2023. Hoạt động nằm trong khuôn khổ lễ hội mùa đông Festival Huế 4 mùa, được kỳ vọng khai thác thêm tiềm năng của du lịch vùng đất cố đô. Khu khám bệnh bằng phương pháp đông y thu hút khá nhiều du khách. Đến với không gian này, du khách được khám và tư vấn sức khỏe hoàn toàn miễn phí, theo y học cổ truyền Việt Nam. Đây cũng là thế mạnh của Huế, địa phương rất nổi tiếng với truyền thống đông y, với nhiều danh y triều Nguyễn một thời. Bốc thuốc đông y ở Huế thì tôi cũng nghe thấy và cũng được trải nghiệm trước đó nhiều lần rồi, nhưng mà cái hình thức du lịch sức khỏe này thì lần đầu tiên là tôi được trải nghiệm. Và tôi thấy khá là bất ngờ về kỳ tính linh hoạt của nó và áp dụng được cho cái đời sống của tôi và cũng như là những anh chị em sẽ muốn đi du lịch đến Huế. Theo Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế, địa phương này có nhiều tiềm năng về du lịch sức khỏe như tài nguyên thiên nhiên, hệ thống đông y, thiền và yoga. Đến với sự kiện này, các hoạt động thu hút du khách trải nghiệm như gian hàng chăm sóc sức khỏe, các buổi tư vấn, ẩm thực, dinh dưỡng. Địa phương sẽ tiếp tục đẩy mạnh khai thác loại hình du lịch sức khỏe trong thời gian tới. Tất cả những sản phẩm này sẽ giúp cho du khách có thêm những cái góc nhìn mới, có thêm các trải nghiệm mới với điểm đến Thừa Thiên Huế. Và thông qua những sản phẩm này thì chúng tôi hy vọng rằng du khách sẽ lưu lại Huế lâu hơn, sẽ có nhiều trải nghiệm, chi tiêu nhiều hơn và đặc biệt là sẽ quay lại Huế nhiều lần hơn. Tuần lễ du lịch sức khỏe Huế sẽ tiếp tục diễn ra tại 23-25 Lê Lợi, thành phố Huế đến hết ngày 17 tháng 12 năm 2023. Thổ cẩm thì vẫn luôn được biết đến là một nét đặc trưng rất riêng làm nên dấu ấn cho các bộ trang phục truyền thống của những người dân vùng cao. Và theo thời gian thì các chi tiết thổ cẩm ngày càng được yêu thích và sử dụng rộng rãi hơn trong đời sống. Và cho đến nay, thổ cẩm đang dần bước ra khỏi những lối mòn để xuất hiện nhiều hơn trong các thiết kế mang tính ứng dụng cao và trở thành một trào lưu thời trang mới, khẳng định cá tính và cái tôi rất riêng của người mặc. Hình ảnh những người phụ nữ dao đỏ cần mẫn tạo nên những bộ trang phục truyền thống đã trở nên vô cùng quen thuộc ở bản Tà Phìn, thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai. Qua thời gian, những bộ trang phục này đã trở thành niềm tự tôn và là một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của những người phụ nữ dao đỏ. Thế nhưng, việc giới trẻ đang ngày càng thờ ơ, xa cách với trang phục truyền thống là một nỗi niềm trăn trở với những thế hệ trước. Thấy mình mặc như thế này, mình ra đường thì mình không ngại. Không mặc như thế này thì mình ra đường lụng gặp các bác này, với là các chú này, mình cảm thấy rất là ngại. Không thích mặc quần áo như các cô này. Cô bảo về nhà thì phải họng thiêu, nhưng mà thấy các cháu nó không thích họng thiêu lắm. Chất liệu và các họa tiết trên trang phục truyền thống các dân tộc vẫn luôn là nguồn cảm hứng lớn cho các nhà thiết kế thời trang sáng tạo nên những bộ sưu tập đầy màu sắc và để lại ấn tượng mạnh với công chúng. Mỗi dân tộc có một cái sắc thái và có một đặc điểm khác nhau. Mỗi một dân tộc đó thì cho mình một cái nguồn cảm hứng khác nhau. Trong chuyến hành trình đó thì mình không chỉ học về những nền văn hóa khác nhau mà còn cho mình rất là nhiều nguồn cảm hứng trong cuộc sống, vì nó rất là màu sắc và nó rất là tươi mới. Không chỉ trong là thiết kế thổ cẩm mà cho mình ngay cả nguồn cảm hứng cho việc thiết kế áo dài hoặc là những sản phẩm khác. Dễ ứng dụng trong đời sống nhưng cũng không kém phần phá cách và sáng tạo, bằng những sự kết hợp hài hòa giữa các yếu tố tưởng chừng đối lập nhau đã giúp cho những thiết kế ứng dụng thổ cẩm nhận được sự yêu thích của rất nhiều khách hàng cả trong và ngoài nước.
Các bạn bè của tôi khi thấy những thiết kế thổ cẩm này thì rất thích. Họ thậm chí không biết đó là gì. Và tôi thường phải giải thích cho họ về các chi tiết ấy, chất liệu là gì, câu chuyện văn hóa của nó ra sao. Và sau khi biết rồi thì họ đều cảm thấy rất thích. Bản thân tôi thì là một người rất là yêu những cái văn hóa Việt Nam và đặc biệt là những cái văn hóa của người dân tộc. Và khi tôi mặc lên người những cái bộ trang phục mà có cái sự đan xen của những cái họa tiết thổ cẩm thì tôi thấy rằng là nó tạo cho mình có một cái sự gì đó khác biệt. Bên cạnh đó, các MV âm nhạc lấy chất liệu dân tộc, những cô ca sĩ được giới trẻ mến mộ khoác lên mình bộ trang phục truyền thống của bà con đồng bào cũng giúp trang phục dân tộc đến gần hơn với công chúng. Chúng ta thấy rằng là đấy là những cái tín hiệu tốt khi người trẻ người ta đã nhận thức rất đúng về những cái giá trị. Khi người ta đi một vòng trên thế giới, cuối cùng chúng ta vẫn phải biết là chúng ta là ai, cái gì để nhận diện chúng ta. Cách bảo tồn như thế với mới là bảo tồn, tức là bảo tồn trong trạng thái động và trong trạng thái phát triển. Để có thể gìn giữ và bảo tồn, phát huy vai trò của mình trong sự phát triển văn hóa và lịch sử đất nước nói chung, thì trang phục dân tộc cần phải tìm được một hướng đi mới, bền vững, cũng như duy trì sức sống riêng trong đời sống hiện đại.